Nếu bạn chưa biết đá bán sứ và đá granite khác nhau như thế nào thì đây là video dành cho bạn. Trước mặt cả nhà là hai mẫu gạch xương đá, viên bên tay trái là xương đá bán sứ và viên bên tay phải là xương đá granite. Thực ra thì đá granite chỉ dùng cho đá tự nhiên thôi nha cả nhà. Đây thực tế là đá Bushylon mà các hãng hoặc các cửa hàng thường nói tới. Gạch xương đá bán sứ và xương đá granite thì khác nhau như thế nào? Thứ nhất là khác nhau về giá thành của sản phẩm. Mẫu đá bán sứ này giá sẽ rẻ hơn mẫu đá Bushylon này từ 50 đến 70k một mét. Nghĩa là nếu bạn không biết cách phân biệt thì bạn rất dễ bị mua lầm, phải gạch giá rẻ. Vậy cách phân biệt như thế nào? Cách phân biệt chúng ta có thể so sánh xương gạch. Mẫu gạch có xương đỏ hơn thì rẻ hơn, và mẫu gạch có xương đá trắng hơn thì chất lượng sẽ tốt hơn. Vậy tốt hơn là tốt hơn cái gì? Mẫu xương đá trắng hơn thì có nhiều bột đá hơn, dẫn đến viên gạch chắc chắn cứng hơn, có độ chống thấm cũng như chống trầy tốt hơn. Và ngược lại, viên gạch xương bán sứ màu sẽ đỏ hơn, giá thành thì rẻ hơn nhưng sẽ không chất lượng bằng xương gạch Bushylon này. Thứ ba, so sánh về bề mặt. So sánh về bề mặt và hiệu ứng vân thì mẫu gạch xương đá bán sứ, xương đá bán sứ cũng rất là bóng ha cả nhà. Đấy, rồi xương granite này, xương Bushylon này rất là bóng, rất là đẹp ha. Nhưng mà thực tế nếu mà mình mà nhìn bằng mắt thường á, là mình cũng cảm nhận được là mẫu gạch xương đá granite này vân gạch cũng như độ sắc nét sắc sảo nó sẽ đẹp hơn so với dòng xương đá bán sứ này nha cả nhà. Cách phân biệt xương đá bán sứ và xương đá granite sẽ áp dụng cho tất cả các hãng luôn nha cả nhà. Hy vọng so sánh ngắn trên đây sẽ giúp cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn về gạch ốp lát, mua được đúng sản phẩm mà mình ưng ý. Hồng Hà Ceramic cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, đăng ký kênh để biết thêm nhiều kinh nghiệm về gạch ốp lát hơn nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người.